thầy Nhi ơi. Ừ. Em đang lo bài đục lỗ GPT lắm, phải làm thế nào bây giờ ạ? À? Đục lỗ GPT à? Rồi. Ui, chào các bạn. Cái thứ các bạn hỏi đây. Top 3 thứ cần nhớ để phun điểm cái bài đục lỗ trong GPT. Ừ. hay nói cách khác chỉ cần nhớ ba thứ này thôi là chúng ta bớt được sự lo lắng rất là nhiều đối với các bài đục lỗ này. Thực ra bài này nó không hề khó, hồi xưa mình nhớ là N ba thì mình không nhớ lắm, thế nhưng mà N hai, N một thì mình không hề bị mất điểm của bài nào liên quan đến phần đục lỗ này. Ừ. Phần đục lỗ này là cái phần mà nhìn nó như kiểu là bài đọc hiểu thôi, nhưng mà thực ra điểm nó lại điểm thuộc về từ vựng ngữ pháp. Trong cái đoạn văn đấy thì nó sẽ có những cái ô nó đục lỗ, có những cái ô trống mà chúng ta phải điền vào. Đó yên tâm, không sao. Nhớ ba thứ này là yên tâm. Thứ nhất đó là phân biệt các từ chỉ thị, cái này khá quan trọng. N 4 có rất nhiều. N2 hay thậm chí N1 cũng có rất là nhiều. N3 năm nào cũng ra. Ừ. Các bạn có thể nhờ nhìn đề quá khứ N3, năm N3 năm nào cũng ra kiểu này. Thế mà nhiều bạn vẫn chưa rõ. Ừ. và cái này không không phải sách nào họ cũng ghi đâu. Đây là cái cái mình tự soạn ra. Đó các bạn cùng nhìn xem nhá. Đi vào luôn này vì video này có thời gian có hạn. Đầu tiên thứ nhất chúng ta phải nhớ lại Cô, Sô, A và độ Kono, so, eh, kono, kore, sono, sore, ano, are, dono, dore Nghĩa là cái gì đúng không? Cái này nhớ lại trong sơ cấp Ví dụ cái thứ của mình đang cầm Cái thứ ở gần mình Thì nó là ko, kono, kore Thứ ở xa người nói Tức là xa mình đúng không? Mà gần người nghe Thì là So, sore Sono, empitsu Cái bút chì đó đúng không? Còn A là gì? A là thứ mà xa cả người nói lẫn người nghe Đô là gì? Đô là câu hỏi Đô đê, đô nô Cái nào? Đúng nào? Cái này thì ai cũng biết Ai cũng biết Tất nhiên là có một vài bạn học N4 Thì xin lỗi có nhiều bạn vẫn chưa nhớ rõ hết cái này Nhưng mà hầu hết mọi người Ai cũng biết cái này tuy nhiên chỉ dừng lại ở đây thôi Mọi người chỉ dừng lại ở đây thôi Nhưng đi thi ấy, Từ N3 trở lên nó không chỉ dừng lại ở đây Thì khi đấy chúng ta phải như thế nào khi mà chúng ta không biết là cái thứ đang nói đến đấy Hay cái người đang nói đến đấy Hay cái thời điểm đang nói đến đấy Nó ở gần mình hay là gần người nói Hay nó nằm ở đâu, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta cần phải những kiến thức bên dưới Ok, thấy bao giờ thú vị chưa? B này này Đó là kiến thức gì? Khi nói về một sự vật nhá Hỏi sự vậy đâu Sự vật, sự việc được nêu ở câu trước Ở câu ngay trước Hoặc một vài câu trước Thì thường chỉ dùng số, số đệ số nộ hoặc cô, cô nộ, cô đệ đó còn không dùng a nhớ nhá đi thi có những cái đáp án đấy thì phải bỏ những cái a đi ano a no are đi đấy. và nếu mà cái ý, câu trước nói về cái uh, tatemono chẳng hạn câu sau nói này, có một đáp án là cô nô tatemono phải xoay khoanh luôn là cô ừ. nếu mà cái câu trước là cái câu ngay liền trước thì thường đã khả năng cao nó sẽ là cô chứ không phải sổ Đấy. còn nói một cách cự, cực kỳ cụ thể chi tiết xem cô và xô trong cái trường hợp này nó khác nhau như nào thì nó rất là phức tạp và nhiều khi nhiều nhật người ta cũng bảo là người ta dùng cả hai đều được nhá còn cái thứ mà đã biết trước không cần phải nói trong bài thì người ta dùng a thế nào là thứ biết trước thì dùng từ Ừ, khó thì nó là kyotsu nishiki cái nhận thức chung. Ví dụ nói về ano và wa Cái vụ án đó đã như thế nào, đã đã trở nên như thế nào rồi đúng không? Cái vụ án đó là cái vụ án mà cả hai đều biết nó là vụ án nào. Ví dụ hôm trước đã nói chuyện với nhau vụ án đấy rồi. Đấy, hay là có rất là nhiều người thế nhưng mà cả hai người nói lẫn người nghe đều đang để ý một cái người nào đó. Ano Đấy, lúc đấy là dùng A à. Cái gì đấy đã biết trước Cái gì đấy mà không cần phải nói rõ ra Mà cả hai đều biết rất rõ về cái đó Thì lại dùng A à. Cái này chắc là các bạn ít nghe đúng không Tiếp theo Một cái nữa nhiều bạn không để ý Và có thể mất điểm Nếu mà nó nói về thời điểm Nó có Toki hay là cô độ Xong nó để trống ở trước chẳng hạn. Không biết điền là Ano hay là Sono Hay là Kono Thì này nếu thời điểm đấy là thời điểm hiện tại. Ngay bây giờ hoặc là cái thời tiết này. Kono toki bây giờ hay là kono sự cái thời tiết bây giờ thì nó là dùng cô. Nếu nói về thời điểm trong quá khứ. Ví dụ sono toki densha ga okuremashita chikoku shimaitました. Lúc đấy tàu điện nó bị chậm cho nên tôi đã đi muộn thì nó dùng số so. hoặc a à, a à cũng nói về các thời điểm quá khứ. Nhưng a à thường nói về những thời điểm trong quá khứ nó rất là lâu rồi. Nó rất là lâu rồi hoặc là những cái, cái, cái kỷ niệm. Ano koro natsukashi na. Cái lúc đấy natsukashi nhỉ? Nhớ nhỉ? Đó, nhớ nhắc quá khứ dùng a à và số. So. Và nhiều trường hợp dùng được cả hai nhá, cho nên mình mới để như này. Tương lai thường chỉ dùng so mà thôi Sono toki Thường ví dụ là uh, Bảo là tương lai Shōrai nani ka Mata ishō ni shigoto ga dekiru sẽ Tương lai có thể có những lúc Mà chúng ta có thể cùng nhau làm việc Có những cái công việc với nhau Sono toki Lúc đấy nhất định muốn nhờ anh đấy Thì sono toki so Tương lai いいですね? Đó Tiếp theo còn một vài điểm chú ý nữa Khi nói về những cái từ chỉ định này Đó là gì? Ví dụ cái A này này Cái từ nghĩa là kiểu Kiểu đó, kiểu kia, kiểu này Thì nói là gì? A yêu này, cô yêu này À quên, so yêu Cô yêu và A yêu Đúng không? Chúng ta nhớ cái này không? Đó, nhưng nhiều bạn không nhớ Chỉ nhớ mỗi là a à, no, a à, thôi Thế nhưng mà Khi mà nó đi với cái kiểu này này nó là a à, a à. nhiều bạn khi mà khoanh thì không không biết nhưng nó có nghĩa là a à, a à. ví dụ ai hư ni làm như thế kia nhé làm theo kiểu kia nhé đó hay là muốn trở thành như thế nào đó muốn trở thành như thế này cô tại cô tại cô naritai. so tại tôi muốn trở thành như thế đó hoặc a tại tôi muốn trở thành một người kia có thể là cái người đứng xa mình hoặc cái người mà cả hai đều nhận thức đấy là người nào cái người đấy, đấy. thì nó là a na được hay là a sư được đó nhiều bạn nhìn cái này hơi hơi lạ mắt nhưng mà thực ra nó là cô sô so. và đánh nhá a nó cũng là a ự nhưng mà a ự nó thành nhầm lẫn sang động từ khác cho nên tiếng nhật nó chuyển thành a a a na được a sư được và a yêu bài này cái kiểu này thi rất nhiều lần một vài lần đã đã ra trong đề thi quá khứ cả N3 lẫn N2 không được quên nhé rồi là cẩn thận cái a hay là tố a khi người ta nói một cái vấn đề gì đó xong ta ví dụ a <laughs> okimashita ở một cái cửa hàng nào đó thì đã xảy ra một cái này khi mà nói là gì có một cái thứ nào đó ở một cái cửa hàng bất kỳ nào đó, hãy có một cái người nào đó, Aristoga ko Master Có một người đã nói rằng như thế này, ở một cửa hàng nào đó đã như thế này. Nói về một cái cụ thể nào đó thì ta dùng a hoặc tố a này. Tức là khi mà một cái sự vật sự việc nào đó mà chưa có trong đoạn trước mà người nghe cũng không hề biết thì người ta lại dùng a dự. hay tố a dự. Tiếp theo điều số 2 chúng ta phải nhớ, đó là mối quan hệ giữa câu trước và câu sau. Nó là gì? Tức là ở đây chúng ta phải điền cái từ nối hai câu. Để điền được từ nối hai câu chúng ta phải đọc kỹ câu trước và câu sau. Câu trước và câu sau xem nó có mối quan hệ gì. Thường trong tất cả các bài đọc hiểu, tất cả các đoạn văn thường chỉ có 3 loại mối quan hệ chính đó là ngang bằng, đối lập và nguyên nhân. Ví dụ đang câu trước đang khen cái bánh kia ngon, đang nói về vấn đề là cái bánh kia ngon, câu sau nói về giá nó rẻ. Đều là điểm tốt đúng không? Thì mối quan hệ của câu là gì? Đều ngang bằng, đều khẳng định một cái gì đó. Nó phải là so nhị hay là gì? Mata. Đó, hay là những cái câu liệt kê thôi. Nó chỉ đơn giản là liệt kê có cái này, có cái này, có cái này thì dùng những cái từ mối quan hệ, cái từ nối thuộc mối quan hệ ngang bằng. Nhưng ví dụ câu trước là nói về cái bánh ngon Nhưng câu sau nói về cái bánh này giá nó đắt chẳng hạn Câu trước nói về cái uh, ngành hàng này giúp ích rất là nhiều cho mọi người Đang nói về phủ khẳng định đúng không? Nhưng mà câu sau nói về gì? Tuy nhiên sản xuất ra nó thì ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường Thì nó phải là gì? Shikashi, tadashi hay là tokoro Cái này nhiều bạn lại không biết cái này là thuộc đối lập Tokoroga nó bằng với cả shikashi, tadashi nhá Hay là đấy cũng vậy ipode thực ra nó là mặt này và ở một mặt khác thì và thường cái mặt khác này này mặt khác ipode thường nó sẽ là một cái đối lập đấy nhớ nhá và cái thứ ba đơn giản là một quan hệ nguyên nhân kết quả có nguyên nhân đằng trước kết quả ở đằng sau số đấy đấy số cô đấy nhớ rằng số cô đấy này này có một sự việc đằng trước và vì cái sự việc đấy xảy ra cho nên cái sự việc đằng sau diễn ra hay có một cái đối sách đằng sau diễn ra đó thì người ta dùng số so cố định Cẩn thận nhé, thằng này cũng không phải là ở chỗ nào đâu nhé Không phải ở chỗ đó đâu nhá Mà số cố định nó thuộc cái uh, Loại là nguyên nhân kết quả Đó Hay là số notame cả đã Thế còn nếu mà có câu chưa là kết quả Câu đằng sau là cái nguyên nhân của nó Thì có rất nhiều cách nói Ví dụ tôi yêu nổ no ạ Hay tôi yêu nổ no mộ Rồi là gì uh, Nase nara Nase -na Đó Ý cái, cái cái phần 2 thực ra mình có một cái video nói kỹ về cái đấy hơn rồi liên quan đến phần đọc hiểu các bạn phải tìm cái video đấy để, để để hiểu kỹ hiểu kỹ hơn ok thứ ba đó là gì à, một vài cái chú ý khác đó là gì phải xem chủ thể hành động và suy nghĩ suy nghĩ này có thể suy nghĩ ở chủ thể hành động suy nghĩ này có thể suy nghĩ của tác giả ví dụ sao ví dụ tiêu biểu là hai ý a và b mình sẽ nói ở đây thứ nhất đó là ai là người thực hiện hành động Ai là người thực hiện hành động Thường thỉnh thoảng nó sẽ có cái phần đục lỗ Cái cuối nó sẽ là cái động từ Và hỏi chúng ta chia cho thể nào Chia cho cách nào Ví dụ uh, Tôn kính ngữ khiêm nhường ngữ đúng không Thì nó xem nó là Mình làm hay đối phương làm Nó là sasete itadakimasu Hay là shite itadakimasu Sasete itadakimasu là mình làm Còn shite itadakimasu là người ta làm Giúp mình đúng không Hay là gì Uh, cái kiểu bị động sai khiến nữa saseraremas 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 nói nói lóc <lắm. cười> là mình bị bắt làm vậy ai là người làm mình là người làm nhé cho nên đọc cái mạch văn à cái câu này hành động là làm hành động mình làm thì phải chọn đáp án là gì saseraremas <laughs> ta kiểu kiểu như vậy đó tiếp theo này Suy nghĩ, ví dụ như suy nghĩ khẳng định hay là phủ định Cái này thực ra mình có một video rồi Nói về khẳng định và phủ định trong đọc hiểu Tức là sao? Nó sẽ có cái đuôi là gì? De, nano de wa nai ka Nano de wa nai ka Nano hay là eh, Ja nai de ka Ja nai ka Kiểu kiểu vậy Thì chúng ta nhiều khi sẽ có ja nai mà lại khẳng định Lại là tôi nghĩ là đó, thì nhiều khi chúng ta phải để ý Nó một cách đơn, bạn, bạn có thể xem lại video đấy Hoặc là uh, nhớ giúp cho mình Đó là gì? Trong những câu kiểu như vậy Thì già nay, có già nay là có cà nữa Thì thường sẽ là câu khẳng định Đấy là ý nghĩ của tác giả Ý kiến của tác giả Thứ mà tác giả muốn nói ừ. Nhưng nếu mà là già nay, đế hoà nay Không có cả chỉ có già này Ngắt câu hoặc già này để sổ Già nay đà đồ không có cả nhá không có cái hỏi ấy, thì nó sẽ là phủ định đó cẩn thận ok ý đó đó là ba điều mình rất muốn các bạn nhớ để không bị mất những cái điểm nó phí phạm trong uh, bài đục lỗ gpt nhất là n 3 n 2 hay thậm chí là n 4 nếu bạn nào chưa chắc và đây cái phần này là cái phần khá là khó phần Uh, mình nghĩ là khá là ít thầy cô nói phần này Nhưng mình hy vọng uh, Qua cái phần này nhiều bạn sẽ Tự tin với Những bài bắt điền từ chỉ thị Thực ra bài cái này mình cũng muốn là Làm một cái video có hẳn những cái ví dụ có cái đoạn văn trong những cái đề thực tế Xong mình sẽ chữa cho các bạn Nhưng mà thời gian thì uh, không cho phép Và còn mỗi uh, Ngày mai kia là thi rồi Cho nên là quay vội video này Để uh, ôi ủng hộ các bạn ちょっと待っ待てい、はいいとはでは、そろそろ、えー、いよいよね、えー、試験が近づいてきますので、皆さんも、えー、頑張ってください。自分のことを信じて、えー、緊張せずに頑張ってください。応援しますよ。では、バイバイ。